Trashina đưa tin, ngày 20 tháng 5 vừa qua, nàng tiểu hoa đáng Triệu Lệ Dĩnh đã chính thức có một bức tượng sáp được trưng bày trong bảo tàng Madame Tussauds ở thành phố Thượng Hải. Đây là một trong những bảo tàng tượng sáp danh tiếng nhất với cách chế tác tượng cầu kỳ và giống người thật đến từng chi tiết nhỏ. Một số ngôi sao hoa ngữ nổi tiếng như Phạm Băng Băng thậm chí còn chỉ công nhận bức tượng sáp tại Madame Tussauds là tượng sáp chính thức. Có được một vị trí trong bảo tàng này không phải là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng làm được. Vì vậy đây được xem như một vinh dự khá lớn của Triệu Lệ Dĩnh. Bức tượng sáp được khoác lên mình bộ váy màu hồng nhạt thanh lịch, tóc được tạo kiểu đơn giản, nhẹ nhàng, khuôn mặt được làm sáng lên nhờ phụ kiện khuyên tai. Về số đo hình thể và đường nét gương mặt, bức tượng này được nhận xét là giống Triệu Lệ Dĩnh như chị em song sinh. Thậm chí nhiều khán giả còn bày tỏ rằng họ phải mất một lúc nhìn ngắm mới nhận ra đâu là người thật khi nàng tiểu hoa đáng sinh năm 1987 đứng cạnh bức tượng sáp của mình. Có mặt trong sự kiện ra mắt tượng sáp, Triệu Lệ Dĩnh diện bộ váy xanh nhiều tầng có họa tiết hoa nhí đáng yêu, để tóc xõa đơn giản và luôn giữ trên môi nụ cười tươi tắn, ngọt ngào đặc trưng. Cô nàng tỏ ra rất thích thú với người chị em của mình khi liên tục bày trò và tạo dáng chụp ảnh chung. Thậm chí còn mướn bánh bao cho bức tượng, sau đó còn dặn dò các fan hãy yêu quý và bảo vệ bản sao này. Đồng thời nàng tiểu cốt cũng chia sẻ, mình rất thích bức tượng và hy vọng sẽ có nhiều hơn những vật thể mô phỏng hình dáng của bản thân. Sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh sẽ ra mắt một tác phẩm drama đáng chú ý mang tên Đặc công Hoàng Phi sở kiều truyện. Trong bộ phim này, Triệu Lệ Dĩnh vào vai một cô gái mạnh mẽ, thông minh và dũng cảm, không ngại bất cứ khó khăn, thử thách gì. Phim vừa mới tung ra những hình ảnh đầu tiên và người hâm mộ đang hết lời khen ngợi tạo hình đơn giản mà tinh tế, cũng như biểu cảm mạnh mẽ, khá sinh động của nữ diễn viên trong ảnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!